Thân ái mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã tiếp tục đến với kênh Bonsai Lệ Nguyên nha. Hôm nay nhà vườn Lệ Nguyên cũng giới thiệu một số tác phẩm bonsai miền Tây để giao lưu dục cùng với các cô chú anh chị mình à. Mến chào anh Lợi ơi. Mến chào con đã quay trở lại với kênh Bonsai Lệ Nguyên. Thì hôm nay em làm cái clip thứ 78 tối 83 nha bà con. Đây để giao lưu với bà con làm có một số cây bonsai mini để bàn nha. Và cũng có một số là vài loại cây phôi mai chú thủy nha. Còn có linh sen mai chú thủy. Hôm nay cũng khoảng có 3 lọ thôi và một cây bồ đề. Đây. Rồi em xin nhắc lại clip hôm nay là clip số 83. Đây clip 83 nha bà con. Đây mã số đầu tiên là mã số 1B. Đây một cây bồ đề. Đây bồ đề dáng hình thú rất là đẹp nha. Cây đã sống khỏe anh. Cây này hàng thùng chậu nha, cũng người ta cũng đã vô dây chỉnh sửa rồi. Đây. Cây đã xếp dây hết ha. Quá nha. Chiều cao của nó là 90 nha. Tán rộng của nó là 70. Đây. Hoành thân em đo này là 37 nha mọi người. 37 nha. Còn nồi đế này của nó là 70. Đây cây hình đế thú rất là đẹp nha, giống một con thú đang ngồi luôn. Đế khá có là một cái đuôi ha. Nha mọi người. Con cái đuôi rất là có duyên nha. Đế rất là đặc luôn. Đây. Có lỗi đâu không anh? Có lỗi thì mình báo nha. Con là cây liền hết nha. Cây liền không hề có lỗi chỗ nào hết nha mọi người. Cái này là vết xước không ha. Đây. Ừ. Này không sao là cái da của nó thôi. Đây chân trước này rất là đẹp nha. Đây đuôi đây. Đây, đây rất là có duyên luôn. Mã số 1B nha, hàng thùng chậu nha bà con. Rồi, cái này em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha, có giá 1.500.000 đồng nha. Đây cái này rất là nghệ thuật nha. Rồi, tiếp tục mã số 2B. Đây, một cây mai chú thủy trung nu nha. Đây, trung nu lá trung luôn nha bà con. Cái này thì nó cũng đã nuôi nó đâm chồi rồi. Này là phôi nha. Đây nó nu toàn thân hết trơn luôn. Này thì dáng lùng lực nha. Đây. Chiều cao của nó là 35 nha. Đây. Thân này của nó là 23. Đây rất là to nha. Đế rất là đều luôn ha, quay một vòng. Đế thì rất là đều luôn, đều 24 giờ luôn. Ngồi đế khá là đẹp. Trung nu lá trung nha con. Thân nó nu của trơn nha. Nu lá trung. Da đen nha. Đây rất là đẹp luôn. Rồi mã số 2B nha. Cái này giao lưu với bà con có giá là 600.000 đồng thôi nha. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây mã tiếp tục mã số 3B. Cũng là cây mai chiếu thủy nu da đen luôn, lá chung luôn nha. Đây thân hình nó nu cục cục lắm cho bà con xem kỹ nha. Đây bộ đế thì khỏi chê vào đâu luôn. Chiều cao của nó nha là 26. Đây thân em đo vị trí là 17 nha. 17. Đây đế rất là đều. Đây nu da đen, lá chung nha bà con. Rồi mã số 5. Cái này cũng có giá là 500 ngàn thôi nha. Đây em cũng bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Ủa, rồi mã số 5 nha. Nó lộn số rồi nha bà con. Rồi. Rồi, rồi thì cứ mã số 5 đi, điểm thì tới. Bà con mình cứ nhớ đúng mã số giùm em nha. Cây. Đây. Rồi mã số này là mã số 3 nha. Quay lại mã số 3 ha. Đây mã số 3. Bà con nhớ mã số giùm em nha. Đây. Chiều cao của nó nha là 22. Cái này thì có cái phong gió lùa rất là đẹp nha bà con. Về bà con sửa cây này thành một cây gió lùa là rất là chuẩn luôn nha. Đây nó có thế sẵn hết trơn rồi nha. Hoành thân này của nó là 21 nha. Đây thân này 21 thôi. Đây gió lùa rất là đẹp luôn. Mã 5B. Mã 3B. 3B nha. Đây mã số 3B. Mình đọc chính xác cái mã số cho bà con mình dễ chọn nha anh. Rồi bà con nhớ xem thì nhớ mã số giùm em nha. Khi mà chốt cây thì nhớ mã số giùm em. Mã này là 3B. Rồi, rồi. Có giá là 550 ngàn đồng bao ship cho bà con mình luôn nha. Đây. Tiếp theo là mã số 4B. Cũng là cây mai chiếu thủy nu da đen luôn. Lá chung nha bà con. Đây. Chiều cao của nó nha là 25. Thân này là 15 thôi. Đây đế đây. Rất là đều nha bà con. Đấy, chảy đều hết nha. Đây mấy này đều cắt chén cỡ lục lực hết rồi. Rồi mã số 4B nha. Cái này cũng có giá là 500 ngàn bao ship cho bà con mình luôn nha. Lô này mình về mình nuôi chỉnh sửa bonsai ha. Rồi tiếp theo là mã 6B. 6B là cây linh sam siêu hoa nha bà con. Đây cây đã vô dây chỉnh sửa ấm tàn hết rồi nha. Hàng thùng chậu. Chiều cao là 35. Tán lá rộng là 50 nha. Đây hoành thân là 11. Đây thân nó to lắc đây. Từ gọt tới gốc luôn nha. Rất là có duyên, rất đẹp nha bà con.
Đây rồi cây mã số B nha. Cây này giao lưu với bà con có giá là 600 ngàn, ôi 900 ngàn nha. 900 ngàn em bao ship cho bà con mình luôn. Rồi tiếp theo là mã số 7B. Đây cũng là cây siêu hoa luôn nha. Này là xăm siêu hoa không nha bà con. Chiều cao của nó nha là 30, tán lá rộng là 58 nha. Đây hoành tổng hai thân của nó nha bà con là 28, còn một thân này của nó nha, một thân là 13. Cái này dáng nghệ thuật rất là đẹp luôn. Đây chi tại nó tay nó đây. Đây vô dây là ấm bệnh hết rồi nha. Đây rồi mã số 7B có giá 1.100.000 đồng thôi nha, em bao ship cho bà con mình luôn. Đây mặt hàng bán bên em đều bao ship hết nha bà con, yên tâm về cái ship thôi nha. Đây tiếp theo là mã 8B. Cái này có dáng nằm ôm chậu luôn ha. Đây 8B này cái dáng này gắt quái luôn, không biết dáng gì luôn đây. Đây dáng nghệ thuật nha. Chiều cao này là của nó là 20, chiều dài của nó là 46 nha bà con. Còn này em đo là 16 thôi. Thằng to lắc. Đây rất là đẹp nha, thằng nó gắt có duyên luôn. Đây bà con xem kỹ giùm em nha, rất nghệ thuật. Rồi 8B nha, cái này cũng giao lưu với bà con có giá 1.100.000 đồng thôi nha. Đây bao ship toàn quốc luôn. Mã 9B. Đây 9B cũng là cây linh sam siêu hoa luôn. Đây cây này thì cái dáng giống như một chữ O luôn nha, con rất là đẹp nha. Chiều cao của nó là 30, tán rộng là 52. Đây hoành là 16 yếu xíu nha. Đây 16 yếu xíu tới 15 luôn đi. Rồi 1.100.000 đồng thôi nha. Đây cây này rất là có duyên. Rồi tiếp theo là mã số 10B, cũng cây linh sam siêu hoa luôn. Chiều cao này của nó nha là 42, tán rộng là 48 nha. Đây thân cái này thì có cái phong dài nha bà con, phong cao nha, hoành là 12 nha. Đây tông cao của nó rất là đẹp luôn. Đây cái này dáng nó giống như một dáng nhân nhân nha. Đây rất có duyên. Rồi mã số 10B có giá 1.000.000 đồng bao gồm chậu luôn. Đây tiếp theo là mã số 11B. Đây cái này sữa dáng quái luôn, giống một con rắn luôn, lùng lực nha, lùng quái. Chiều cao của nó là 29, tán rộng là 45 nha, hoành là 12. Đây ăn rất là quái đây, nguyên một cục luôn, quấn lại luôn để bàn. Đây mã 11B, cái này có giá là 900 ngàn thôi nha, bao ship toàn quốc luôn nha. Đây tiếp theo là mã số 12B. Đây 12B cái đinh sam rất là đẹp luôn, dáng nghệ thuật luôn đây. Đây cái này thì về bà con mình có thể cắt cái nhánh này bỏ thì nó rất là thoáng cây và nó rất là có duyên nha. Còn mặt này em để gì về bà con mình chỉnh sửa lên nha. Chiều cao là 33, tán lá rộng là 62 nha, hoành là 17. Đây rất là có duyên luôn, cành phóng ra nha, một cành bay. Đây giống như hình núi nghệ rất đẹp nha bà con. Đây rất là quái. Rồi cây này giao lưu với bà con có giá 1.200.000 đồng bao ship luôn nha. Rồi tiếp tục mã số 13. Đây mã số 13B nha. Đây cây này cũng to nha bà con, dáng cũng rất là nghệ thuật luôn. Chiều cao này của nó nha là 29, tán lá rộng là 52, hoành là 14 thôi nha. Đây thân nó đây, coi rất là đẹp nha, thành phóng ra luôn. Mã số 13B. Đây có giá 1.100.000 đồng thôi nha. Rồi tiếp theo là mã số 14. Đây rất là có duyên, mấy cái này đều tàn chi tay ấm mình hết trơn rồi nha bà con, về mình chỉnh sửa sơ lên thôi nha. Đây mấy cái này thân của nó đều co lắc rất là quái. Chiều cao là 30, tán lá rộng là 48 nha. Hoành thân này là 11 nha bà con. Cái này anh quay chậm chậm thôi, quay đây. Kỹ đường thân cho bà con mình coi. Đây bà con xem kỹ giùm em nha, em cũng quay chậm chậm nha cho bà con dễ coi. Đây vàng xương nữa đây, thân nó co lắc luôn nha. Về bà con mình chỉnh sửa sơ lại thôi nha. Đây anh dẹp lên luôn đây, thân nó rất là quái nha. Rồi báo giá cái này đi anh. Thân hình nó co lắc luôn. Mã số 14 nha, sam siêu hoa. Cái này có giá 1.100.000 đồng bao ship cho bà con mình luôn nha. Rồi tiếp theo mã số là 15. 15B, đọc dùm mã cái chữ luôn anh. 15B nha. Đây
tàn thì cũng khá là dày ha. Chiều cao của nó nha là 24, tán lá rộng là 55 nha, quanh là 17, đo sát gốc 17 nha. Đây thằng của nó đây, thằng của nó là bài phóng ra rất là đẹp nha bà con. Đây rất là quái luôn, giống hình một con rắn luôn nha. Đây xương nó đây, con xem đây. Rồi mã số 15 có giá 1.100.000 đồng luôn nha. Đây bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã 16 cũng là cây linh sam siêu hoa luôn. Đây cái này thì rắn đỏ rất đẹp nha, đỏ mà thân nó nghệ thuật luôn, lắc luôn nha bà con. Chiều cao là 20, đây chiều rộng của nó là 58 nha. Thân này em đo trên đây là khoảng 13 thôi nha. Cái này đây có đế rất là nở nha. Thân của nó đây uống đất xuống rất là đẹp nha bà con. Đây còn lắc xuống luôn, ôm chậu rất đẹp nha. Rồi mã số 16B có giá 1.100.000 đồng bao ship cho bà con mình luôn nha. Rồi tiếp tục, tiếp theo là mã số 17 nha. Đây mã số 17 này rất là đẹp luôn, cũng là cây cuối clip ngày hôm nay nha. Chiều cao của nó là 28, tán lá rộng là 50, hoành thân em đo sát là 17 nha. Đây dáng bay rất đẹp luôn nha. Đây dần xương nó đây, con hình dung ta xem là sẽ dễ thấy nha. Thân nó co từ đây qua đây, đây rất là nghệ thuật luôn, có duyên luôn. Rồi 17B cái này cũng có giá là 1.200.000 đồng thôi nha. Cái này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay, thì em xin kính chào bà con và rất cảm ơn bà con đã đăng ký kênh và ủng hộ, và em xin hẹn gặp lại clip sau. Mến chào tạm biệt quý bà con và hẹn gặp lại với bà con vào những clip tiếp theo nha. Em xin chân thành cảm ơn ạ.